Xin chào anh em nhé, mình đang lên khóa thông minh cho một cái em xe AB nhé. Ở đây nguyên bản của nó là khóa chìa, đây khóa chìa mình đã tháo ra mình thay đi rồi. Đó, khóa chìa mình đã bỏ đi rồi nhé. Mình lên khóa thông minh hoàn thiện rồi. Kích vào đánh thức này, bật lớp đầu tiên thì là mở xăng và mở cái cốp. Đó. Bật tiếp lớp thứ hai thì là lên nguồn nhé. Rồi. Tắt khóa, bấm tìm xe này, rồi bấm chống trộm này. Cái xe AB lên khóa SH thì thêm chức năng là chống trộm, động vào nó sẽ hú, đúng không? Đá này. Rồi. Hủy, ok. Ở cứ phạm vi cầm chìa khóa trong 2 mét thì sẽ kích hoạt được cái lúm khóa, bật tắt được cái lúm khóa nhé. Nhưng mà nếu mà remote đang cầm mà ập anh mang ra kia để cho em ấy. Cầm mà xa. Đấy, mang ra xa nhé. Rồi. Bây giờ mình kích hoạt ở đây cũng không có tác dụng gì. Đấy, cái chìa khóa thì anh nghĩ anh ấy cầm ra kia rồi. Đấy. Bây giờ cố tình vặn thì nó sẽ bị trượt nhé. Cố tình vặn thì sẽ bị trượt. Đấy, cố tình vặn nó trượt luôn nhé. Cố tình vặn trượt luôn. Và chống phá khóa nhé. Rồi. Đấy là chức năng của nó. Cho anh cầm chìa khóa cho em ấy. Đấy, cầm chìa khóa vào gần đi để xe hoạt động bình thường nhé. Đấy, chìa có đèn led rất đẹp. Đây bộ khóa với bộ dây đầy đủ đây. Đây là bộ dây của nó, là mình sẽ bóc ra cho mọi người xem. Mình cung cấp đầy đủ các loại khóa nhé. Đây là khóa nguyên đai nguyên kiện này, khóa SH nhé, SH xịn chính hãng, kem túi, kem Honda nhé. Đây mình sẽ bóc tem trước khi gửi đi cho khách hàng thì mình đều bóc tem ra mình test thử hết, cho nên về anh em chỉ việc nhận hàng, không bị lỗi lầm gì đâu. Đây là SU điều khiển và cái remote của nó. Đây, SU điều khiển đây, remote đây. Khóa tay lái, đấy, cụm khóa tay lái xịn sò. Nguyên bản của nó là SH chỉ có một chế độ mở cốp và xăng mở chung. Nhưng mà khi chúng ta lên xe AB thì chúng ta phải tháo cái này bỏ đi và chúng ta phải tháo cái cụm cũ của xe AB lắp trả vào đây nhé. Vì AB nó mở cốp và mở xăng là hai chỗ khác nhau. Đấy, phần rắc cắm đây. Rắc cắm của Lam Trang nhé, nhà sản xuất Lam Trang xịn sò. Đây. Cắm vào đây. Cái đầu chân kim nhỏ này thì cắm vào đây. Khi lưu ý là cắm nào cắm một phát ăn ngay chứ không được rút ra rút vào, nó sẽ làm cong cái chân kim nhé. Cái chân này là hay bị cong, cho nên là cắm một phát là để luôn chứ không được rút ra rút vào nữa. Trước khi gửi đi mình sẽ cắm chết cho mọi người như thế này. Đấy, còn anh em nào mà muốn đập hộp thì về tự cắm, nhưng mà không được rút ra rút vào. Đây là dây cho AB. Đây là dây cho AB. Đây, cắm vào đây. Đây là đầu ra của khóa. Đấy, khóa cấp nguồn ra. Còn đây là cắm vào xe. Cắm vào xe nhé. Tức là trên xe mình sẽ cắm rút ổ khóa vứt ra. Và mình sẽ cắm chiếm chỗ của cái ổ khóa. Rồi. Còn đây là mấy cái đầu hộp để mở khóa khẩn cấp mới làm thêm chìa. Còn riêng hai cái đầu này là cắm vào sinh nhan này. Tức là rút sinh nhan ở trên xe ra, cắm vào hai đầu này là vừa luôn. Như vậy chúng ta không cần phải đấu lối bất cứ một cái sợi dây điện nào. Không cần phải hàn nhé, không cần phải cắt dây đâu nhé. Chỉ việc cắm thôi. Còn hai cái đầu chờ này là hai cái loa chip. Loa chip trên xe thì mình giật cái bộ loa chip cũ ở bộ tìm xe mình cắm vào. Thế còn hai cái dây này để không, vì đây là dây nguồn cấp cho đèn báo chìa trên táp lô. Thì cái xe lên đời mình không có đèn báo chìa trên táp lô thì cái này để không. Còn ai muốn chế cháo đèn báo chìa trên táp lô thì sẽ lấy nguồn ở đây nhé. Đó, như vậy đây là một bộ khóa thông minh là như vậy. Có một remote nhé, một remote thôi nhé. Muốn làm thêm thì mọi người mua thêm remote. Đấy, khóa của mình đây. Đây là dây cho AB, còn dây SH thì đây. Các loại dây. Đây là SH Việt Nam. Đấy. Còn ngoài ra là SH mode nữa. Tất cả các loại dây cắm mình có về mọi người phải cắm. Cắm một phát ăn ngay chứ không cần phải hàn cắt chế cháo gì đâu.
ngoài ra mình cấp các loại chìa khóa này, remote này, đây là remote của AB này. Đấy. Các loại remote của SH này. Đấy, anh em cần thì liên hệ số điện thoại là 0904566844 nhé. Đây, mình cung cấp cả cái hộp điều khiển SU, cái này KF1, cái này của Vision. Đấy, AB Vision dùng chung nhá. Còn cái loại Vision 2021 mình cũng có. Đây, Vision 2021 đây, cả SU cả remote của nó. Anh em Hải Phòng hay là các tỉnh hỏng SU hay hỏng remote thì điện thoại cho mình, số là 0904566844 nhé. Đây là bộ SH2020 SU remote của SH2020. Đầy đủ hết. Anh em nào lên đời cho khóa thì cứ điện thoại cho mình. Lưu ý là cái khóa tháo ra thì mình sẽ lấy cái chụp nhựa của nó. Anh em mượn cái chụp nhựa nào. Chìa của nó đây. Đây, khi tháo ra thì mình sẽ thay, mình sẽ bỏ cái bộ chìa khóa cũ đi này, bỏ cái bộ tìm xe đi này. Riêng cái nút mà mở yên mở xăng của xe AB ấy, thì mình phải giữ lại để mình chuyển vào cái xe, mình giữ lại mình chuyển vào xe. Đấy, thế còn cái này là đi theo khóa thông minh. Đây, cái bật này đi theo khóa thông minh, nó chỉ có một nút bật, SH chỉ có một nút bật nhá, thì sẽ không dùng được trên xe, thì mình sẽ tháo bỏ ra. Thì đây mình đã tháo bỏ ra rồi. Đấy, và mình sẽ cấu cái đi theo xe. Đấy, lắp chiếm chỗ này, lắp chiếm chỗ này thì mới sử dụng hai chức năng là vừa bật yên vừa bật cốp được. AB bật yên khác và bật cốp khác nhé. Còn SH thì yên với cốp thì mở chung, mở yên thì trong cốp có bình xăng rồi. Đấy, mở yên và mở xăng khác nhau đó. Thế là cái phần này thì bỏ đi. Ngoài kia hơi bé nữa. Rồi, cái phần này không còn khoét gì đâu nhá. Mọi người để nguyên cái phần nhựa, không phải khoét gì đâu nhá. Đấy, không phải khoét gì đâu. Đấy, để nguyên. Nó sẽ không được bằng như là chìa cũ. Đấy, nó sẽ hơi dương lên một tí, nhưng mà nhìn vẫn cứ đẹp luôn. Em con ở cạnh này.